Easy Badminton. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái sợi cước mới của nhà Li Ning. Đó là sợi cước L70. Mọi người nghe đừng nhầm lẫn với loại N70 mà chúng ta hay dùng nhá. Đây là loại cước mà Li Ning đã tự sản xuất và có một cái quy trình mới cho cái sợi cước này. Và đầu tiên là đặc tính của sợi cước này chắc chắn là bền. Đây, cái 70 này cũng chính là cái đường kính cho cái sợi cước này. Nó có đường kính là 0,70mm, giống với các loại cước khác trên thị trường là cước Li Ning N70 và cước BG65 thường mà chúng ta vẫn thường chơi. Về những cái thông số chính của sợi cước này thì đầu tiên đó là độ bền. Độ bền thì nó là 10 điểm, cái này chắc chắn rồi. Đây là đặc tính mạnh nhất của sợi cước này. Ngoài ra các cái điểm khác như là trợ lực hay là kiểm soát hay là về tiếng nổ, tiếng vang thì nó cũng khá là thấp, nó chỉ được khoảng 6 điểm thôi. Ở đây mình nhìn thấy chất liệu chính ở đây là ni lông, và bên hãng người ta cũng có chú thích rằng cái sợi cước này là chống bị xoắn dây mọi người ạ, chống bị xoắn dây. Thật ra cái này cũng không có gì quá đặc biệt, bởi vì các cái sợi cước khác như là N70 hay là BG65 thường ấy thì cũng đã thể hiện rất là rõ cái này rồi. Mà có vẻ như theo mình cảm nhận ở đây ấy, là cái vỏ nó hơi khác, cái vỏ nó không được trơn như các loại cước trước. Và độ dài của một gói này cũng là 10m nha. Đây, như mọi người nhìn đây này, High Durability là độ bền cao. Cho anh em nào mà chuyên công ấy, tôi nghĩ là chuyên công đã phù hợp với cái loại cước này hơn, bởi vì anh em chuyên công thì đập nhiều, mà đập nhiều thì đứt nhanh. Muốn không đứt nhanh thì chúng ta chỉ có chơi cái loại này thôi. Cái loại cước này ấy, thì hiện tại đang có ngôi sao của Singapore là Loh Kin Yew đang sử dụng. Loh Kin Yew đang thử nghiệm cái sợi cước này. Và ngoài ra thì Loh Kin Yew cũng đang sử dụng sợi cước L67 nữa. Và L67 thì mình cũng đã review trước rồi, anh em có thể xem lại ở trên kênh YouTube của EZ Badminton nhá. Và cây vợt đầu tiên mình sử dụng cho cái sợi cước này sẽ là cây vợt Asiad này của mình. Anh em nào muốn trải nghiệm thử cái sợi cước này thì có thể qua SFB cơ sở Văn Cao để có thể trải nghiệm sợi cước này trên cái cây vợt Asiad này nhá. Sau khi cảm nhận sợi cước Li Ning L70 thì mình thấy rằng sản phẩm này có một vài đặc điểm khác biệt như sau. Về tiếng nổ, theo thông số của Li Ning thì yếu tố này chỉ được 6 điểm, nhưng mình lại đánh giá yếu tố này cao hơn 2 điểm, là ở mức 8 điểm. Đối với một loại cước bền thì tiếng nổ như thế này khá là ấn tượng khi mình chơi một sân cầu có không gian lớn như nhà thi đấu trường đại học Hoàng Hải. Về độ giữ dây thì Li Ning L70 thì lại hơi kém so với các cái loại cước khác có đường kính tương đương là BG65 của Yonex. Đây là trận đấu đầu tiên mình sử dụng cước L70. Tuy nhiên thì chơi được khoảng 5-6 điểm thì mặt vợt đã bắt đầu chạy dây rồi. Về độ trợ lực, vì là loại cước bền, yếu tố trợ lực của L70 rất là thấp. Điều này rất là phổ biến ở những cái loại cước bền như là BG65 hay là N70 trước đây. Mọi người hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận. Và mọi người mong muốn EZB review những sản phẩm gì, những sân cầu ở khu vực nào thì hãy comment để bọn mình được biết nhé.